Nam Hàn không xác thực việc tháo dỡ hỏa tiễn của Bắc Hàn, tin từ hãng tin. Bộ Quốc phòng Nam Hàn không xác nhận việc tháo dỡ hỏa tiễn của Bắc Hàn, nhưng nói rằng họ đang tiếp tục giám sát hành động của nước này. Hôm qua, các quan chức Hoa Kỳ đã nói với hãng tin Reuters rằng Bắc Hàn đã tháo hai hỏa tiễn tầm trung Musudan khỏi bệ phóng ở bờ biển phía đông của nước này. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry đã cảnh báo Bắc Hàn rằng họ sẽ phạm một sai lầm lớn nếu phóng hỏa tiễn tầm trung. Nhưng viễn cảnh về vụ thử hỏa tiễn đã đặt Hán Thành, Hoa Thịnh Đốn và Tokyo bên bờ vực nguy hiểm. Hành động của Bắc Hàn trùng hợp với việc Tổng thống Obama chuẩn bị gặp Tổng thống Nam Hàn bà Park Geun-hye tại Tòa Bạch Ốc vào ngày hôm nay. Họ sẽ có cuộc hội đàm và dự bữa trưa, rồi sau đó có một cuộc họp báo chung. Căng thẳng đã tăng cao khi Bắc Hàn đe dọa tấn công các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương, trùng hợp với cuộc tập trận giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn mà Bình Nhưỡng coi là cuộc diễn tập xâm lược. Cuộc tập trận này đã kết thúc vào ngày 30 tháng 4.